Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngày 6 tháng 12, Tổng thống Trump đã chia sẻ rằng thông tin của ông đã được phát hiện dương tính với COVID-19 và hiện đã nhập viện Đại học Georgetown để điều trị COVID-19. Vài giờ sau khi ông Trump chia sẻ tin tức trên, ông Giuliani cũng đã xác nhận về kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 của mình. Ông Giuliani viết trên Twitter rằng Ông đang được chăm sóc rất tốt và cảm thấy sức khỏe khá ổn. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Giuliani và không rõ ông nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào lúc nào. Ngày 6 tháng 12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn ông Xavier Becerra, Bộ trưởng Tư pháp bang California, làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ông Becerra, 62 tuổi, đã phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Quốc hội và là đại diện cho Los Angeles trước khi trở thành bộ trưởng tư pháp của bang California vào năm 2017. Ông là người Mỹ gốc Latin đầu tiên giữ chức vụ đó và trong khi ở Quốc hội, ông là người Mỹ Latin đầu tiên làm việc với tư cách là một thành viên của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ. Nếu được xác nhận, ông Becerra sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ hết sức khó khăn trong việc lãnh đạo bộ này vào thời điểm hiện nay. Khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp với hơn 15 triệu ca nhiễm và hơn 288.000 ca tử vong tại Mỹ. Hơn 23 triệu người dân miền Nam bang California đã bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất nước Mỹ để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Các biện pháp hạn chế nhằm phòng dịch COVID-19 do Thống đốc bang California Gavin Newsom ban bố có hiệu lực khác nhau tùy theo từng khu vực. Theo đó, các quán rượu, tiệm cắt tóc, cơ sở làm móng và các cửa hàng tattoo đều phải đóng cửa. Cụ thể, một số khu vực trong đó có Nam California đã bắt đầu đóng cửa từ 23 giờ 59 phút ngày 6 tháng 12 theo giờ Mỹ, kể cả các nhà hàng ăn ngoài trời. Riêng khu San Francisco Bay phong tỏa từ 20 giờ cùng ngày, theo xác lệnh riêng do thị trường London Breed ban hành. Quy định mới đã khiến nhiều người dân California tức giận, kể cả một số quan chức thực thi pháp luật. Trước thực tế này, thống đốc Newsom cảnh báo sẽ dừng cấp tiền cho các chính quyền địa phương nào không thực hiện các biện pháp theo quy định. Ngày 6 tháng 12, Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này nhiều khả năng sẽ tiếp nhận lô vaccine ngừa bệnh viêm nứa cấp COVID-19 đầu tiên vào giữa năm 2021 sau khi hoàn thành quá trình đàm phán về việc thanh toán cho những nhà cung cấp. Bộ Y tế Nam Phi cho biết, lô vaccine đầu tiên mà nước này sẽ tiếp nhận từ COVAX, một sáng kiến được xây dựng để cung cấp các loại vaccine ngừa COVID-19 cho những nước nghèo, sẽ chỉ đủ để thực hiện tiêm chủng cho khoảng 10% tổng dân số 59 triệu người tại nước này. Cùng với đó, Bộ Y tế cho biết Hiện Quỹ đoàn kết chống COVID-19, một tổ chức từ thiện của Nam Phi, đã đồng ý chi 22 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc để mua lô vaccine có tổng trị giá 131 triệu đô la Mỹ này. Tuy nhiên, theo cơ quan y tế Nam Phi, để thực hiện việc mua trực tiếp từ những hãng dược phẩm, bên cạnh việc cần chuẩn bị đủ nguồn tài chính để chi trả, nước này cần chuẩn bị tốt công tác hậu cần để tiếp nhận và bảo quản vaccine, loại dược phẩm đòi hỏi việc cấp đông ở nhiệt độ cực thấp. Ngày 6 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức 2,5 ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận bắt đầu từ 21 giờ giờ địa phương sau khi ghi nhận 631 ca nhiễm mới COVID-19 sáng cùng ngày. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC, đây cũng là mức tăng số ca bệnh cao nhất trong vòng 9 tháng qua, thể hiện mức độ nghiêm trọng của làn sóng COVID-19 lần thứ ba. Theo cấp độ giãn cách xã hội mới này, mọi hoạt động tụ tập trên 50 người đều bị cấm ở khu vực Seoul và vùng phụ cận việc nâng mức độ giãn cách xã hội này sẽ có hiệu lực trong ít nhất 3 tuần tới cuối tháng 12. Mức giãn cách xã hội cao nhất do chính phủ Hàn Quốc quy định hiện nay là mức 3, cấm tụ tập trên 10 người. Điều đáng lo ngại trong làn sóng dịch bệnh lần thứ ba là chỉ 15,8% ca nhiễm mới xác định được nguồn lây nhiễm, không như hai đợt trước khi ổ dịch bùng phát từ các địa điểm tập trung đông người như câu lạc bộ đêm, nhà dưỡng lão, bệnh viện hay nhà thờ. Quyền thị trưởng Seoul Seo Jong-hyuk cho rằng mùa đông lạnh giá càng khiến tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc khó kiểm soát hơn vì người dân ở cùng nhau trong những không gian kín. Theo số liệu viện dịch tễ Robert Koch RKI, trong 24 giờ qua Đức có thêm 14.750 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên trên 1,18 triệu ca, trong khi đó số ca tử vong tăng thêm 184 ca lên 19.159 ca. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở làn sóng thứ hai này, tuần qua chính phủ liên bang và chính quyền 16 bang của Đức đã nhất trí kéo dài các biện pháp phong tỏa từng phần hiện nay đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Thủ hiến bang Bayern Markus Söder cho biết, khu vực miền nam nước Đức này sẽ áp đặt phong tỏa chặt chẽ hơn kể từ giữa tuần sau cho đến ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Mọi người dân địa phương chỉ được phép rời nhà khi có lý do chính đáng và sẽ có nới lỏng phần nào vào lễ Giáng sinh nhưng không phải cả dịp năm mới. Cục trưởng Cục Tài chính đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, Trần Mậu Ba cho biết, trong tài khoá 2020, Hồng Kông thâm hụt ngân sách hơn 300 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 38,7 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Dự trữ ngân sách của Hồng Kông đã giảm mạnh từ mức tương đương 23 tháng chi tiêu của chính quyền đặc khu hồi đầu năm xuống mức tương đương 14 tháng. Mức thâm hụt ngân sách trên do các tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các sự kiện xã hội thời gian qua ảnh hưởng đến nền kinh tế và bầu không khí của thị trường tài chính Hồng Kông. Cục trưởng Cục Tài chính Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã yêu cầu các cơ quan hữu quan duy trì mức tăng bằng không khi lập dự toán ngân sách cho năm kế tiếp. Theo đó, trước khi đưa ra các dịch vụ mới hoặc cải thiện các dịch vụ đang có, phải điều chỉnh hoặc phân bổ lại nguồn lực hiện có để cân đối. Hiện chính quyền Hồng Kông vẫn duy trì chính sách tài khóa tích cực, chủ yếu các khoản đầu tư liên quan đến công trình công cộng và chi tiêu không thường xuyên để tăng nhu cầu. Do đó, dự báo tình trạng thâm một ngân sách vẫn tiếp diễn trong tài khoá 2021-2022. Giới chức y tế địa phương cho biết đã phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trên 3 mẫu bao bì thịt bò đông lạnh nhập khẩu tại huyện Cự Giã, thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của huyện Cự Giã, các mẫu bệnh phẩm trên được lấy từ 3 lô thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Argentina. Nhân chức trách địa phương đã niêm phong các lô thịt bò nhập khẩu trên, và số hàng này sẽ không được phân phối ra thị trường. Hiện kho bảo quản số thịt bò trên và môi trường xung quanh đang được khử trùng. Qua điều tra dịch tễ, đã xác định 5 người có tiếp xúc gần và 7 người khác liên quan và đã tiến hành cách ly theo dõi. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tất cả những người này đều âm tính. Về tình hình dịch bệnh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 7 tháng 12 cho biết Trung Quốc đại lục có thêm 15 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 6 tháng 12, trong đó có 3 ca lây nhiễm cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh. Theo đó, tính đến hết ngày 6 tháng 12 Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng số 86.634 ca mắc, trong đó 4.634 ca tử vong. Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela thông báo khối yêu nước vĩ đại liên minh các đảng cánh tả do Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất PSUV cầm quyền đứng đầu đã giành được đa số ghế tại quốc hội khóa mới trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 12. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela CNI, Liên minh trên giành được 67,6% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử, Bầu xa đối thủ ở vị trí thứ hai là liên minh đối lập bao gồm các đảng hành động quốc gia id el cambio avanza brestita với 17,95% số phiếu bầu liên minh vupvvpa với 4,19%, Đảng Cộng sản với 2,73% và các đảng phái khác được 6,79%. Có khoảng 5,2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, tương đương 31% tổng số cử tri đủ tư cách bầu cử. Trong đó, khối yêu nước vĩ đại nhận được hơn 3,5 triệu phiếu bầu, và Liên minh đối lập nhận được 944.665 phiếu. Kết quả trên không thể thay đổi vì 82,35% số phiếu bầu đã được kiểm. Cuộc bầu cử quốc hội Venezuela diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội và kinh tế quốc gia Nam Mỹ này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng kéo dài. Tại Australia, trái rừng đang bùng phát dữ dội trên đảo Fraser, ngoài khơi bờ biển phía đông của bang Queensland, Australia, đe dọa tính mạng của hàng chục người dân tại một thị trấn trên đảo. Cháy rừng tại đảo Fraser đã kéo dài hơn 7 tuần qua và được cho là bùng phát từ một vụ đốt lửa trại trái phép của khách du lịch. Hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 80.000 ha, gần bằng một nửa diện tích của đảo Fraser. Hòn đảo có khoảng 200 cư dân và nổi tiếng với những khu rừng nhiệt đới và cồn cát, nằm trong danh sách di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Vào ngày 6 tháng 12, Quy Phép cho biết rằng 17 máy bay đã chút 1,3 triệu lít nước xuống đảo để dập lửa. Gần 100 lính cứu hỏa cũng đang nỗ lực khống chế các đám cháy. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, Nhân độ cao và gió mạnh trên đảo đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hỏa. Trong động thái mới nhất tiếp sau những diễn biến căng thẳng gần đây trong mối quan hệ với Mỹ, tổng thống Mexico Manuel Lopez Obrador đã đề xuất những quy định nghiêm ngặt hơn với các hoạt động của các đặc vụ nước ngoài ở nước này. Văn phòng tổng thống Mexico Obrador cho biết các đặc vụ nước ngoài cần chia sẻ mọi thông tin mà họ có được với nhà chức trách sở tại, cũng như sẽ bị tước quyền miễn trừ ngoại giao nếu họ phạm tội hoặc phá vỡ các quy định. Đề xuất của tổng thống cũng sẽ bắt buộc phần lớn các quan chức Mexico nộp báo cáo bằng văn bản trong vòng 3 ngày sau khi có bất kỳ tương tác nào với một đặc vụ nước ngoài. Dự kiến đề xuất này sẽ được Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc thượng viện thảo luận. Dù đề xuất trên không đề cập trực tiếp tới Mỹ, song giới quan sát nhận định động thái này dường như hướng đến các hoạt động của cơ quan chống ma túy Mỹ DEA tại Mexico. Tổng thống Obrador nhiều lần chỉ trích DA, kể từ vụ bắt giữ cựu bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Salvador Cienfuegos, hồi tháng 10 với cáo buộc liên quan tới một băng nhóm buôn bán ma túy. Chính phủ Mexico đã không được báo trước về cuộc điều tra hoặc bắt giữ ông Cienfuegos. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và tập đoàn SpaceX đã triển khai sứ mệnh đầu tiên của tàu vũ trụ Dragon, phiên bản được nâng cấp khoang chở hàng. Vụ phóng được thực hiện bằng tên lửa SpaceX Falcon 9 từ bãi phóng 39A lịch thuộc trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ. Đây là chuyến bay đầu tiên của tàu Dragon phiên bản được nâng cấp khoang chở hàng, vốn có khả năng mang được lượng hàng hóa nhiều hơn khoảng 20% so với phiên bản cũ. Phó giám đốc chương trình trạm vũ trụ của NASA kennedy cho biết, lô hàng được đưa lên vũ trụ lần này nặng 2.900 kg, gồm hàng tỷ vi khuẩn, các thiết bị thử máu nhanh, các dụng cụ phục vụ hoạt động thí nghiệm.